Những lợi ích không ngờ của cá chép đối với sức khỏe. Cá chép trong y học cổ truyền được gọi với cái tên là lý ngư. Thịt cá, vai cá và đầu cá đều là những vị thuốc quý. Cá chép thịt dày và béo, ít xương dâm, tới thịt trắng, mịn, mùi vị thơm ngon. Không những là một món ngon mà cá chép còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, có tác dụng chữa trị rất tốt về các bệnh, đặc biệt là bệnh phụ nữ. Trong cương mục y học Trung Quốc thời Lý có ghi, cá chép có dương tính trong âm tính, có tác dụng tiểu tiện, cho nên có thể chữa được các bệnh khi kết lạnh, nướng lên thì hỏa hóa, có phát phong hàn, bình phổi thông sữa, làm sạch đường tiêu hóa, bài tiết và trừ khử được tả độc sương tấy. Cá chép hầm gạo nếp, có tác dụng khang thai, bổ khí huyết, ôn tỳ vị, trừ mệt mỏi, thiếu máu, lợi sữa. Cá chép một con 250g, gừng một lát, gạo nếp 200g, cá luộc chín tẩm rượu, rồi cho táo gừng vào, cháo nhừ. Canh cá chép với táo, kiện tỳ, dưỡng huyết, trợ thai sinh trưởng. Cá chép một con 500g, đại táo 40g. Cá làm sạch, cho táo, cho ít muối vào nấu chín. Ăn cả cháo và uống hết nước canh. Ăn một tuần một lần, liên tục 2-3 tuần. Cá chép nấu canh đậu đỏ, lợi tiểu tiêu thủng. Cá chép để nguyên vẩy một con 500g, nấu cùng 150g đậu đỏ, cho nhừ để ăn cái và uống nước. Cháo cá chép đậu xị. Có tác dụng khang thai, lợi tiểu, kiện tỳ, dưỡng vị. Cá chép một con 500g, đậu xị 10g, hành 2 cây, gạo nếp 200g. Luộc cá lấy nước, bỏ xương nấu cháo. Cháo nhừ cho đậu xị, hành, nấu sôi lại chia làm 2 lần ăn. Cá chép, a dao chữa động thai. Cá chép một con 500g, a dao, sao 20g, gạo nếp 100g, nước vừa đủ. Nấu cháo gần chín cho gừng, vỏ quýt, muối, ăn liền một tuần thì khỏi. Cháo cá chép rễ gai có tác dụng an thai, chữa mỏi lưng, phù thủng. Cá chép tươi một con 400-500g, rễ cây gai 15g, gạo nếp 100g. Cá chép làm sạch, nấu lấy nước, bỏ xương, rễ gai sắc lấy nước, bỏ bã, lấy nước cá, nước rễ gai nấu cháo, ăn nóng 2-3 lần một ngày, liệu trình 3-5 ngày. Cháo cá chép, hành, nghệ có tác dụng lợi tiểu, tiêu phù, lợi sữa. Cá chép một con 500g, gạo tẻ 100g. Hai cây hành tây, bột nghệ, rượu vang, gia vị. Cá chép làm sạch ướp rượu, bột nghệ, rồi luộc chín, bóc vỏ xương, lấy lạc và nước. Nấu cháo nhừ rồi mới cho nước luộc cá, hành, gia vị vào, nấu sôi lại, ăn vào buổi sáng và tối. Canh cá chép, đẳng sâm, hoàng kỳ, bổ tỳ, lợi vị, lợi tiểu, tiêu phù, an thai, lợi sữa. Cá chép một con 500g làm sạch, đẳng sâm 15g, hoàng kỳ 50g, cho vào túi rồi nấu cùng với cá. Canh cá chép bạch truật, kiện tỳ, lợi thủy, dưỡng huyết, an thai. Cá chép một con 500g, bạch truật 15g, phục linh 15g, đương quy, bạch thược, gừng tươi mọi thứ 10g. Cá chép đánh vẫy, bỏ ruột, mang, các vị thuốc bỏ vào túi vải, cùng với nước là 1500ml. Cá nấu chín, ăn cá và uống canh. Canh cá chép đen, kiện tỳ, thảm thấp, lợi tiểu, hết phù, an thai. Cá chép đen một con khoảng 500g. Xích tiểu đậu 100g, bạch truật 20g, bạch bì 15g, trần bì 10g, hành hoa 3 cây. Cá chép làm sạch, trước hết nấu xích tiểu đậu với 2 lít nước cho nở. Các vị thuốc khác cho vào túi vải, rồi cho cá vào cùng một nồi, có đậu. Ninh cho đến khi đậu nhừ thì cho hành, không cho muối. Sau đó uống canh, ngày 3 lần thì hết. Canh cá chép đổ trọng, ôn đương bổ thận, lợi tiểu, tiêu thủng, chữa phù, đau lưng. Đùi cá chép to 500g, đổ trọng 30g, cầu kỷ tử 30g, can khương còn gọi là gừng khô 10g. Cá chép làm sạch nấu chung với túi bỏ 3 vị thuốc, hầm 1 giờ chia làm 2 lần ăn trong ngày, ăn cả nước và cái. Ăn 5-7 lần liên tục, nghỉ ngơi một thời gian rồi dùng tiếp. Cá chép 300-400g, luộc ăn trong 1-3 tháng, có tác dụng dễ đẻ và sinh con ra thông minh, khỏe mạnh, hồng hào. Thông sữa bổ huyết, cá chép đốt tồn tính, tán bột mịn, uống mỗi lần 10g, ngày 2 lần. Chữa liệt dương, mật cá chép 1 cái, gan gà trống 1 cái, nghiền nát, ngâm trong 500ml rượu trắng, 5-7 ngày, càng lâu càng tốt, thỉnh thoảng lắc đều, ngày uống 2 lần, lần 30ml. Hoặc mật cá chép 1 cái, trứng chim sẻ 1 quả, mật gà trống 1 cái. Chữa rồng kinh, rồng huyết khi có thai, vây cá chép và rễ cây gai, mọi thứ 1 nắm. Nghiền nát, rắc với 400ml nước, còn 100ml, uống làm 2 lần trong ngày, dùng trong 3-4 ngày liên tục.
chữa băng huyết, chảy máu tử cung. Vây cá chép cắt nhỏ, sắc nhỏ lửa với nước, rồi cô khi đặt quánh, ngày uống 40-60 gram cao với rượu, hầm nóng, chia làm 2 lần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của quán ăn sạch uống sạch. Hãy đến quán ăn sạch uống sạch tại số 186 Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để thưởng thức những món ăn đặc sản miền Trung, món ăn bài thuốc bổ dưỡng cho sức khỏe nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.